Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Tâm Đức Psycho. Ngày hôm nay Duy muốn giới thiệu cho các bạn một mẫu xe được Phoenix vừa mới cho ra đời, đó là chiếc Phoenix Brava New. Và rõ ràng chúng ta biết là cuộc sống chúng ta càng ngày càng hiện đại và đòi hỏi đó là nhu cầu về thiết kế cũng như sử dụng phải càng được tối ưu hơn. Hiểu được điều đó thì bên hãng Phoenix đã vừa mới nâng cấp mẫu xe này. Xe này có được tên gọi đó là xe đạp gấp Phoenix Brava, và đặc biệt đó là chữ new nha. Và như vậy thì chúng ta hãy cùng theo chân Duyên để tìm hiểu xem mẫu xe này nó có cái gì khác biệt so với mẫu cũ và nó có phù hợp với túi tiền cũng như là nhu cầu sử dụng của chúng ta hay không. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người sẽ cùng theo dõi video này nha. Xin mời. Rồi đầu tiên Duyên sẽ giới thiệu với tất cả mọi người đó là gì. Nhìn vào thì khung sườn của xe nha, đó, rất là chắc chắn luôn. Nó được cấu tạo từ hợp kim thép cao cấp cũng như là phần phụt. Đó, nghe rất là chắc tai luôn nha mọi người. Đó. Rồi về phần đầu xe thì xe được trang bị cho chúng ta hai tay nắm đã có cái phần đệm rồi nha mọi người, cầm rất là chắc luôn. Và nó ma sát á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là bám chắc hơn, và khi mà gặp trời mưa hay gì đó thì nó sẽ không bị cụt nha. Nè mọi người có nghe được không ạ, cái tiếng mà Duyên đang cầm vô cái tay này nha. Rồi tay thắng nè, ở đây là nó sẽ có hai cái tay thắng ở đây, rất là chắc chắn luôn. Có một điều thì Duyên hơi bị không ưng cho lắm, là có nghĩa là cái dây thắng này nè mọi người, nó thiết kế nó để cho không có gọn á, nên là nhiều khi nhìn cái xe nó hơi xấu. Chắc là do là vấn đề về thiết kế, tại vì xe này là xe đạp gấp nên là các dây này nó phải để cho thoải mái chứ không phải là fit cố định vào một chỗ như những dòng xe kia nha. Thì lát nữa Duyên sẽ gấp lại cho mọi người coi để coi xem dây nó có gọn không nha. Đây là cái điểm mà tại sao nó có chữ new nè. Đó, ở phiên bản trước thì cái thắng nó là thắng gươm nha mọi người, còn ở đây thì thắng trước thắng trước và cái thắng sau đều là thắng đĩa hết nha. Đó, nên là nó đã có sự đổi mới ở vấn đề về cái thắng rồi, và nó sẽ giúp cho chúng ta di chuyển an toàn hơn. Rồi ở đây thì nó sẽ có một cái bát để mà chúng ta tháo và gặp cái cổ xe nè. Đó là chúng ta sẽ tháo cái bát này ra nha. Đó, chúng ta sẽ có một cái chốt an toàn ở đây nè. Đó, rồi chúng ta tháo ra. Đó, mọi người thấy không ạ, rất là gọn luôn và rất là nhẹ, thao tác cực kỳ nhanh luôn nha. Đó, gài lại xong chúng ta gắn chốt an toàn vào. Đó, thế là chúng ta đã xong phần đầu xe. Đó, và cái chiều cao của hãng Phoenix đã nâng cấp cho chiếc xe này ở phần cổ xe, đó là nâng cấp lên thành từ 95 đến 115 cm nha. Có nghĩa là cách mặt đất từ vị trí mà của bánh xe lên đến tay cầm của chúng ta, đó là 115 cm là tối đa, và tối thiểu đó là 95 nha. So với phiên bản trước nó đã nâng cao lên rất nhiều rồi. Rồi Duyên sẽ giới thiệu rất nhanh nha, lượt sơ qua chi tiết của từ phần thân xe trở về phần ở phía sau xe, thì Duyên sẽ giới thiệu rất nhanh nha, để cho mọi người nếu có nhu cầu về chiếc xe này thì mọi người hãy liên hệ nhanh với lại số hotline bên dưới mà Duyên đã đặt ở phía dưới phần mô tả, thì tất cả các bạn nhân viên kinh doanh ở Tâm Đức Psycho sẽ hướng dẫn và tư vấn chi tiết cho chúng ta nha. Còn Duyên sẽ làm những động tác nhanh nhất có thể để làm sao để cho mọi người nắm một cách tổng thể về chiếc xe này nhanh nhất. Rồi về phần thân xe thì chúng ta thấy là có chữ Phoenix và Bravia, ở đây nó có chữ Enjoy Light Ride Phoenix. À, khi mà lái với Phoenix thì chúng ta sẽ cảm giác được rất là sảng khoái và enjoy. Ở đây nó sẽ có một cái bát mở khóa, và để làm gì á, đó chúng ta muốn gấp lại chiếc xe thì chúng ta sẽ dùng cái đầu gối nhấc cái này lên nha mọi người. Chúng ta nhấc lên một cái khóa an toàn, là nhấc lên một cái xong chúng ta dùng đầu gối, và đó mọi người thấy không ạ, chiếc xe nó sẽ được gập đôi lại. Đó, rất là nhanh luôn và rất là thú vị luôn, đúng không ạ? Nó là chiếc xe đạp gấp mà. Rồi đó, chúng ta muốn khóa lại thì chúng ta cũng sẽ việc nhấc lên. Nếu mà khóa lại thì khuyên là mọi người nên qua bên đây nha. Đó, chúng ta gài coi nè, cho nó chắc. Đó, đệm rất là nhẹ, cái đầu gối luôn, cái cạch một cái là xong. Chúng ta sẽ dùng cái bát này khóa lại. Đó, rất nhanh luôn nha. Muốn tháo lắp, mở, muốn gặp xe hay là muốn mở xe đều rất là nhanh luôn. Về phần phía đùi đĩa thì đùi đĩa nó cũng là hợp kim của thép luôn. Và ở đây chúng ta sẽ có một đĩa và 7 lít nha. Và ở phía sau này nó sử dụng cái cùi đề sang số của Shimano Tourney TZ và chúng ta 7 lít. À, và như vậy thì chúng ta sẽ thoải mái sẵn sàng chinh phục mọi địa hình luôn, không sợ về đường xấu, đường khó khăn hay là đường gập ghềnh gì hết, chơi túc Phoenix mà. À, ở phần phía sau này thì cũng hồi nãy mới giới thiệu cho mọi người rồi, ở đây nó sẽ có một cái đĩa ha, và bánh xe này là bánh 20 inch vành nhôm.
và nó để xem nha, đây là 20 nhân với 175 đó. Trên vỏ xe này, nó vỏ của bánh xe, trên vỏ bánh xe nó đã ghi rất rõ thông số của chúng ta rồi. Ngoài ra thì xe có trang bị cho chúng ta thêm một cái ba ga, và để yên test thử nha. Ồ, rất là chắc luôn đó. Xe mà chở được khoảng 80 kg. Là chúng ta biết là ở phía sau ba ga nó chắc như thế nào rồi. Như vậy là xe này chúng ta có, nếu chúng ta đi di chuyển dã ngoại hay tập luyện thể thao, chúng ta có thể chở được hai người nha, một người đạp chính và một người là sẽ ngồi ở ba ga sau đó, đa trọng lực. Mọi người thấy không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ, đây chúng ta sẽ sang số ở đây đó, và chúng ta sẽ xả số ở đây nha. Đó, chúng ta sẽ bấm là bấm bụp đó, sẽ nó trả về từng nấc một rồi. Để khá là nhẹ nhàng và dễ dàng di chuyển luôn đó, mọi người thấy không ạ? Đạp thử nha. Đó, lùi lại. Dương cao 1m69 đó, và nặng khoảng tầm 80, thì chúng ta thấy là cái xe này di chuyển khá dễ dàng luôn. Và điều quan trọng là nếu như chúng ta đi dã ngoại mà cần một chiếc xe gấp gọn để mà có thể bỏ ở phía cốp, thì đây là một phương án cực kỳ tối ưu luôn nha mọi người. Nếu như mọi người đi du lịch xa, rõ ràng ở những chiếc xe khác như là chiếc MTB hay chiếc Touring hay một chiếc xe đạp đua, thì khả năng gấp gọn của nó là rất là khó. Tuy nhiên Phoenix Brava New đã giải quyết cho chúng ta hết tất cả những vấn đề đó rồi. Và giá bán của chiếc xe này bên Tâm Đức Cycle đang phân phối đó là 3.990.000, và sẽ có 4 màu cho chúng ta lựa chọn nha. Màu đen, màu đỏ, màu xanh dương và màu nâu. Rồi, đó, một vòng rất nhanh về chiếc xe Phoenix Brava New này. Và nếu như yêu thích chiếc xe này thì mọi người hãy gọi ngay hotline nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này, và đừng quên nhấn like, share và subscribe giúp giùm kênh Tâm Đức Cycle nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Xin chào.